Hey, xin chào các bạn, và bây giờ mình và anh Sơn đang đứng ở Nam Định. Chúng ta sẽ cùng đi đến nhà của anh Hà Văn Hiếu, người đã bẻ được cái thanh đồ long đao này một cách dễ dàng. Và mình sẽ có một thử thách cực kỳ khủng bố dành đến cho anh Hà Văn Hiếu đấy nhá. Let's go thôi các bạn. Mình đã đến trung tâm huấn luyện thể thao của thành phố Ninh Bình rồi. Đi tìm anh Hiếu rồi nào. Mình rất là mong muốn chứng kiến tận mắt anh ấy bẻ đồ long đao nhá. Hello. Xin chào anh. Đây này các bạn ơi, nhìn này, đây chính là anh Hà Văn Hiếu nha. Đồ vật là top 1 Việt Nam đấy các bạn ạ. Đây chính là anh Hiếu khổng lồ trong truyền thuyết. Một con người Việt Nam mà nặng 128 cân và cao 1m92. Đô vật hàng đầu Việt Nam và đã là vô địch trong suốt 27 năm qua. Sức mạnh của anh Hiếu đúng với cái tên của anh ấy, khổng lồ. Được rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series làm báo cát cho những võ sĩ mạnh nhất Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ thử bị anh Hiếu vật nha. Ok anh, em sẵn sàng. Ôi xời. Ôi dồi, em phải quay 2 vòng. À, em vẫn sống. Yeah. Ok các bạn nha, đây là thử thách đo lực tay của anh Hiếu. Anh Dương Đức top 1 vào tay Việt Nam là được 82 cân nhỉ anh Sơn nhỉ? 82. Liệu anh Hiếu có thể vượt qua và lập kỷ lục mới không nhá? 3, 2, 1 lên! 95! Trời 95,1! 95,1! Ôi trời ơi! Ok! Một lực bóp này có chứ anh em có thể gãy xương tay ngay lập tức rồi. Pẹp! Và phần thưởng của anh Hiếu sẽ là một củ. Mất thêm một củ nữa rồi các bạn ơi. Ok mọi người, chờ những người khác để phá cái kỷ lục này nhá. Anh bóp thử này. Oh no. Gì đấy? Bóp củ lòng này. À con này. Không dám ạ. Help me. Ôi rồi. Nó vẫn sống kìa. Nó vẫn sống kìa bạn ạ. Vẫn lành lại được. Chuẩn bị sắp tới là anh Hiếu sẽ biểu diễn bẻ lại thành đồ long đao 100 cân này một cách siêu ngọt luôn. Công tác chuẩn bị khởi động nóng cơ nha các bạn nha. Anh Hiếu là chắc là cũng là người bé bé nhất Việt Nam rồi các bạn ạ. 92. Có mét 92, nặng hơn 130 cân thôi. Các bạn ạ, anh Hà Văn Hiếu đã đứng ở đây và hôm nay anh ấy sẽ bẻ lại và mình đứng đây mình rất muốn chứng kiến anh ấy bẻ lại đồ long đao một lần nữa. Người thật, việc thật nha các bạn nhá. Ok. Nào, 3 2 1. Anh Hiếu cực kỳ xứng đáng với 10 củ mình sẽ trao cho anh ấy nhá. Nhưng mà đây này, có một cái kèo này mình muốn đẩy lên nó cao hơn nữa. Bây giờ anh có 2 lựa chọn. Okay. Một là anh lấy 10 củ xong thôi không 120 cân nữa. Okay. Hai là em gọi là tạm giữ cái 10 củ đấy, trao lại thanh đồ long đao cho anh. Về sau anh tập luyện và anh bẻ 120 cân. Okay. Em gửi anh 20 củ luôn. Wow. Ok. Chơi không anh? Ok, bây giờ chinh phục được đồ long đao 120 kg thì sẽ nhận của em Dân luôn một thể. Đúng. Yeah. Ok. Nhưng mà nhá, để xanh chín trước luôn nhá, là mình đặt cọc ở chỗ anh Hiếu 10 triệu đấy luôn. Còn là không chạy đi đâu được các bạn ạ. À, ok nha mọi người. Thì nha các bạn nhá, 10 củ cho anh Hà Văn Hiếu. Rồi, xanh chín luôn, đặt cọc trước ở đây. Mình sẽ quay lại với kèo 120 cân cho anh Hiếu nhá. Còn bây giờ thì xin phép được trao lại cho anh. Wow. Ok, thank you em. Ôi xưa. Đào lên kèo này nha các bạn, hãy đón chờ nhá. Đồ long đao đã có chủ nhá. Ok các bạn, ăn mặc rất là trang trọng nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái tiết mục cực kỳ đặc biệt. Em huyết long đao nha. Hôm nay nhá, chúng ta sẽ có một vị khách rất là đặc biệt. Và chúng ta sẽ cho vị khách đấy khui hộp. Em huyết long đao. Go. Đấy lại đứng bên Hiếu lại bé luôn. Rồi có mặt tại Nam Định nha anh em nhá. Nguyên siêu một con 100 cân lên cho anh. Em bóc siêu cho anh cầm em con này. Mới cứng luôn. Có khác hẳn luôn dạo này. Anh đang tập để chuẩn bị cho cây 120. Phải mua cả whey cả creatine về để uống rồi nhá mọi người nhá. Anh Hiếu đầu tư về để chuẩn bị cho creatine. À, để nó tăng cái sức mạnh của anh lên. Để xem sau quãng thời gian mà anh Hiếu bổ sung creatine và whey thì các anh em sẽ thi thế nào nhỉ? Hôm nay anh em mình sẽ gọi là khai đao. Khai đao. Rút con này ra và cho vào vỏ đao. Đúng rồi. Đấy. Mang đi gọi là nghênh chiến.
Đúng rồi, nghênh chiến. Nghênh chiến tất cả và vô luận. Anh em chuẩn bị tay đao. Tay đao nào. 3, 2, 1, lên. Đập luôn. Đập luôn. Chính thức khai quyết lồng đào 120 cân các bạn nhá. Công công công. Anh Hiếu làm được công, anh Hiếu làm được công. Nhưng mà anh vẫn còn phải tập luyện. Anh nghĩ là phải một thời gian đấy. Anh phải giữ sức nha. Để đến lúc em tìm lại anh là anh bẻ ngon luôn nhá. Để khi quay lại là phải ướp văn ra được ngay anh em ạ. Bây giờ là bẻ không tì nha mọi người nha. Nếu mà bẻ tì thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người bẻ được. Đúng rồi. Kính thức quyết long đưa vào bao nha. Và chuẩn bị đi nghênh chiến anh em trên toàn quốc nha. Địa điểm đầu tiên sẽ là Hà Nội, quanh miền Bắc. Và okay, sau đó mình sẽ vào Sài Gòn, tiếp đến Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Chúng ta sẽ đi tìm những cánh tay khỏe nhất Việt Nam nhỉ. Ok các bạn, hôm nay anh Hiếu sẽ thi kéo co bằng huyết long đao với cả con xe 1.2 này nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cài số lùi cho nó để xem là huyết long đao sẽ cong đến đâu. 3, 2, 1, cú lên. Ok. Anh thấy là cái cảm giác lực của nó thế nào? Nó rất ghê gớm đấy nha mọi người nhá. Nó xứng đáng luôn các bạn nhá. Đúng là cái tên huyết long của nó không phải là tự dưng mà có. Mọi người cùng chờ đợi là xem cái huyết long này có thể kéo được xe 2,4 tấn rồi 3,5 tấn và 5 tấn đâu nhá. 5 tấn luôn. Okay, thì tích thì 10 tấn luôn. Ok, có thể 10 tấn luôn. Tôi chết. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ngày hôm nay mình vừa rút con huyết long đao ra một phát, trời sấm chớp nổ. Và bây giờ là chúng tôi vẫn đang đi tìm ui rồi ôi khỏe nhất Việt Nam, và bây giờ là trên đường là đi tìm anh Liêm, cực kỳ là gian nan. Các bạn nhìn thấy chưa, rút con huyết long đao ra một phát là long trời lở đất. Huyết long đao trình làng. Khởi động nha các bạn nhá, anh Liêm đang khởi động đấy. Anh Liêm là nhẹ nhàng, ăn sáng. Một bên có 25 cân. Đây các bạn nhìn đứng với anh Liêm. Một tay. Các bạn biết ông, có biết ông Liêm nào không? Các bạn biết ông Liêm nào không? Ông Liêm cơ bắp nha các bạn. Tầm này là anh ấy bẻ 100 cân chạm tay được rồi. Đang khởi động thôi. Cái chính là đây này. Ôi anh Liêm, mời anh bẻ. Ok. Không tí đùi. Không tí đùi. Hãy làm em ngạc nhiên nào. Cong đi anh, cho em tí hy vọng. Cong nào, cong nào. Cong nào. 2, 3. Nó không cong. Không cong à? Anh cong hay nó cong? Anh cong. Anh Liêm cong rồi mọi người. Anh Liêm cong rồi mọi người. Thì thật sự con này rất là nặng mọi người. Thử thách bẻ thanh 120kg huyết long đao. Không bẻ được mọi người. Không bẻ được mọi người ạ. Không bẻ được, nó rất là nặng. Nó vẫn sống nha các bạn. Okay. Ê, cố lên anh ơi. Ui lên anh. Quá nặng mọi người ạ. Quá nặng. Ui vào rồi. Vào được một góc vuông rồi. Vào được một chút chút. Chứ còn để mà ép được hẳn vào thì anh nghĩ là phải tầm bao nhiêu cân thì mới bẻ được này. Cái con huyết long đao này, thứ nhất là phải cực kỳ có tố chất này. Thứ hai là hạ cân chắc cũng phải tầm 130 cân trở lên thì mới bẻ được con huyết long đao này. Ví như anh hiện tại là anh khoảng tầm 90, hơn 90 cân mà không nhúc nhích luôn, không có tí độ cong nào. Mọi người hãy cho mình một cái tên. Cho một cái tên nhá. Một cái cân nặng 120kg và cực kỳ khỏe nhá. Ở mọi miền đất nước các bạn ạ. Mình ở và dân miền đất nước sẽ rồi đến mang thanh huyết long đao đến đưa cho anh. Và uy tín luôn, okay. Mọi miền đất nước và okay, uy tín đất nước nhá. Tận tiền tận tay luôn. Ok, let's go. Ôi giời, bẻ huyết long đao đi anh. Ra là có những cái lúc mà khoảnh khắc chúng ta bị trượt khớp nhau. Thì sau khi Huy Dô đã bẻ ba cái với cái thanh lò xo đỏ này, huyết long đao, thì không có ai quay lại cả. Đúng có hai cameraman thì một người đi vệ sinh và một người là người yêu gọi. Thì đấy, bây giờ thực sự là mình cũng hết sức rồi. Nhưng mà qua quá trình bẻ xong thì mình cũng đã kịp ghi nhớ lại cái cách thức và cái xung lực của nó để chúng ta phân tích dựa trên cách khoa học. Thực ra là để mà bẻ được cái này này thì các bạn phải dùng, đầu tiên là dùng cái cơ tròn ở dưới nách ấy, cơ xô để các bạn, hoặc cơ ngực để các bạn có thể ghi. Đấy là nói theo cái phương diện là bẻ đúng cách nhá.
còn chơi cái bộ môn nô tì gọi là đấy vừa nô tì vừa lý quỳ để mà bẻ cái đây, kiểu mà các bạn mèo đang rất là thịnh hành hiện nay ấy, chúng ta sẽ sử dụng những cái cơ khác bằng là cánh tay, bằng các thứ liên quan đến bụng, okay, liên quan đến ngực cũng có đấy. Nhưng mà thực sự mà để mà bảo là bẻ được cái thanh này thì Huy Nhố lại hiện tại cũng không tin là có ai nô tì được, đã từng làm được giống như mình đã làm cách đây 5 phút với 3 lần. Thực ra không hẳn là các bạn tì hẳn như kiểu tại các bạn như này, mà các bạn chỉ cần một cái kẹp để cố định cái phần giữa lại, đúng không? Đó. Ví dụ như là thường mình thấy các bạn hay làm như này thì ép vào như này đó. Ôi rồi, nếu hôm qua thì mình đã không uống hết 2 chai ba thì hôm nay mình đã bẻ được rồi. Còn hiện tại thì nói thật là Huy Nhố không tin là ai có ai bẻ được. Và lại như lần trước, nếu ai bẻ được thì liên hệ ngay cho mình thì mình sẽ có một phần thưởng nhỏ. Chơi vui với nhau thì ok, nhưng mà vẫn phải nhớ là cái chính thống của nó vẫn phải là không tì, không tì này, không tì. Hoặc ít nhất là chúng ta phải đưa được hai cái thanh này về song song, không cần chạm nhau. Nhưng mà cái đoạn đầu là chỉ được phép dùng cái cánh tay chạm vào thôi. Rồi, hy vọng là cái màn phân tích vừa qua thì cũng cho anh chị em hiểu hơn để đỡ phải căng thẳng đấu đá cái chuyện là tại sao người này khỏe lại không bẻ được, tại sao người này đẩy đã đặt lại không bẻ được, mà do cái bản chất của cái vật nặng thôi. Bây giờ ví dụ như kiểu ít nhất là phải đối đạt cân nặng bao nhiêu thì mới bẻ được 100 không tì. Đúng rồi, đạt cân nặng thì thôi mình cứ lấy một cái quy chuẩn đi. Đúng rồi, một cái quy chuẩn đấy là khoảng 1m8. 1m8 nặng khoảng 100 cân thì 100. Mình khả năng cao là sẽ bẻ được. Đến lượt xem anh Đăng Béo với con này, nó cong hay anh ấy cong nhỉ? Đăng Béo gì? Không biết Đăng Béo sinh năm nào nhưng Đăng Béo tuổi ấy. Rồi, nên cứ đi. Đăng Béo 100 bây giờ là mình đi gặp anh Đăng Béo. Được rồi, đi gặp anh Đăng Béo. Xem anh đi, xem anh Đăng Béo nô tì được không? Được rồi các bạn, đây sẽ là nhân vật cuối cùng của ngày hôm nay thử bẻ Nguyễn Long Đao. Anh nghĩ anh bẻ như này được không? Không à? Thế thôi tì đùi nhá, thử tì đùi nhá. Ok, xem sức mạnh của Huyết Long Đao đến đâu rồi. Sức mạnh của bố bỉm nha. Có một dụng cụ hỗ trợ này em nghĩ là cũng khá là ok đấy. Chơi luôn anh ơi. Ui đấy, đấy rồi. Vai trưởng, anh Đăng Béo là người đầu tiên bẻ tì đùi được quả Huyết Long Đao nhá. Huyết Long Đao lấy xin tí huyết của anh Đăng rồi. Này, đây, xin tí huyết của anh Đăng rồi. Mất luôn áo luôn. Sau một ngày Huyết Long Đao trình làng thì đây là nhân vật đầu tiên có thể dí sát hai cái đầu lò xo 120kg này vào nhau nhá. Anh Đăng Béo đã hoàn thành thử thách bẻ Huyết Long Đao, ok. Nhưng mà để không tì đùi thì anh thấy sao? Ừ, chắc không được. Nó có nhúc nhích không? Nó không có lực. Anh thử xem nó nhúc nhích không? Người anh đang béo to này rồi, mẹ, nói chung là... Làm sao để cho nó cong hay không? Đúng rồi, làm sao cho nó cong rồi. Anh này cong hay anh đang béo cong hả? Đúng rồi, nó cong hay anh đang béo cong? Ok, mọi người xem nhá. Anh đang béo cong rồi mọi người. Anh đang béo cong. Ấn cho nó lùn vào không? Ok chị em, đây là Lifting Strap Đăng Béo, 2 chữ O. 2 chữ O. Rồi, em cho em thử Huyết Long Đao là Lifting Strap này. Chúng ta sẽ hỗ trợ được cả bộ môn bẻ lò xo luôn nhá. Mày không bẻ được lúc bình thường đúng không? Đúng. Nhưng mà đeo cái này của anh là vẫn bẻ được. À thế á? Tăng sức mạnh. Tăng sức mạnh. Đấy, làm thử thôi. Wow. Tăng sức mạnh thật. Tăng sức mạnh thật. Tức là các bạn mua đồ của Thế Dân không phải mua đồ của Đăng Béo. Đó. Thì các bạn mới gọi là đủ cái lưỡng long nhất thể để có một cái sức mạnh mà khiến cho thần vũ trụ cũng phải căng thẳng đấy. Bắt đầu. Chịu. Cọc. Anh Huy Nhố cọc. Đỡ là cổ tay hơn đấy. Đỡ hơn nhiều. Nó không bị... nó thắng được cái lực ban đầu. Và nó không bị cái lực giật về, nó cũng sẽ tản lực ra khiến cho cổ tay và kiểu tay đỡ bị chấn thương hơn. Ok các bạn ạ. Nói chung là con Huyết Long Đao này nó là một cái thử thách gì đó kinh khủng rồi. Mệt quá. Các bạn nghĩ là ai ở Việt Nam mà có đủ khả năng để bẻ được không tì đùi? Không tì đùi. Thì các bạn cho mình biết chứ mình gọi là... Khó nhá, khó, không nghĩ ra đấy. Đúng rồi, cái giải bây giờ đang là 40 triệu nhá. 40 triệu nhá. Mình 20 triệu, bà Tuyết 20 triệu nữa, 40 triệu cho Huyết Long Đao này. Đó, anh thêm 10 triệu. Anh thêm 10 triệu. 50 triệu. Anh Đăng Béo thêm 10 triệu. Tổng giải thưởng 50 triệu nha các bạn nhá. Wow, ai bẻ được Huyết Long Đao? 50 triệu đáng đấy. 50 triệu không tì đùi. Và các bạn, nó vẫn giống.